nguyên liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất xuất khẩu. Tuy nhiên, công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nguyên liệu, bị thương lái tranh mua. Hiện nguyên liệu chỉ đáp ứng 30-40% công suất. Điều này đang làm cản trở đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm cũng như kế hoạch đầu tư nâng công suất của nhà máy. Đề nghị tỉnh có cái cơ chế bảo vệ nhà đầu tư khi đầu tư vào vùng nguyên liệu, đảm bảo chúng tôi khi bỏ vốn đầu tư vùng nguyên liệu sẽ thu mua, được phép thu mua cũng như được thu mua hết những cái gì mà chúng tôi đã đầu tư. Chúng tôi cũng mạnh dạn kiến nghị với tỉnh, đề nghị với trung ương có những cơ chế chính sách để tạo ra cái hệ thống logistics toàn diện. Đơn hàng những tháng đầu năm đã có sự khởi sắc ở một số nhóm ngành vốn đã từng bị đứt gãy mạnh như dệt may, metadan. Vậy nhưng sau áp lực về đơn hàng thì hiện nay các doanh nghiệp lĩnh vực này đang chật vật với vấn đề tuyển dụng lao động, nhất là đối với lĩnh vực metadan. Đơn hàng đã thâm nhập được vào thị trường khó tính như các nước châu Âu, nhưng lao động lành nghề rồi lao động tại các làng nghề để duy trì sản xuất hiện rất khó khăn. Nên củng cố lại các cái làng nghề hiện hữu đã có và phát triển thêm những cái các cái địa phương mà có cái nhu cầu để phát triển thêm, khai thác được cái lực lượng lao động tại gia mà tại các cái làng nghề, tận dụng được cái lao động nông nhàn tại các địa phương thì nó sẽ tăng cái sự phát triển về cái an sinh xã hội ở các địa phương rất là tốt. Năm 2023, xuất khẩu Nghệ An có nhiều điểm sáng ở cả 3 tiêu chí: tăng trưởng kim ngạch, thị trường và số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Đây là động lực để tỉnh đặt ra mục tiêu xuất khẩu năm nay đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, tỉnh đang vươn lên thành thủ phủ mới về sản xuất linh kiện điện tử của Việt Nam khi thu hút được 5 ông lớn về công nghệ gồm Foxconn, Luxshare, Goatech, Elwin và Zuteng. Vấn đề còn lại là những bất cập liên quan đến các thủ tục xuất khẩu, thuế, hoạt động xúc tiến thương mại cũng cần nhanh chóng được tháo gỡ. Phần này thông tin thị trường bây giờ không phải là hàng tuần mà có khi là hàng ngày. Khi có biến động là cập nhật và truyền tải luôn cho các doanh nghiệp, là cả cái chính sách thị trường của một số quốc gia. Khi có thay đổi là có thông tin để rồi cả cái doanh nghiệp chủ động trong cái điều chỉnh cái sản xuất cũng như cái định hướng thị trường, kết nối với Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương để kết nối hỗ trợ đồng viên cho các doanh nghiệp là tích cực tham gia vào các chuỗi hoạt động xúc tiến thị trường ở các quốc gia. Từ những tín hiệu tích cực của xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, có thể kỳ vọng nhu cầu thế giới đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện hữu, trong khi yêu cầu về tiêu chuẩn, tiêu chí xanh trong sản xuất từ thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe. Vừa phải thay đổi thích ứng, vừa phải đa dạng hóa thị trường hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý đối với các đối tác là giải pháp xuất khẩu trong bối cảnh hiện nay.